Ôi, mọi người cùng vui.
trọn đời Loan Phụng Hoàng Minh. Cầm thấy gấp nó coi. Dạ cô dâu ơi. Nữa, nữa. Dính tay cái gì được rồi. Gấp tượng chân vậy được rồi, còn mấy bàn kia tao chờ. Xin mời mỗi một người mình nâng lên một ly nè, chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc đây. Đụng ly vô nha. Giờ nè, 1 2 3 vô. Rồi bây giờ đến cái phần nè, mời cô dâu chú rể khòm tới cho hai đứa con khòm tới lấy đũa gấp gấp thức ăn cho mấy bạn coi. Làm luôn, hai đứa làm đi. Cái này quay phim mà chụp hình nhá cái rồi còn quay phim mà cái phần động. Gấp vô chén rồi người miếng gì đó, chén chỗ này chỗ kia nữa. Chứ để gấp một người một cái nữa cái người ta nói mình cá nhân. Thấy người đó đẹp cái gấp hoài. Rồi bây giờ cô dâu chú rể mình đổi cái động tác đi, bưng nước đi, mời đi. Rồi bưng nước, mời mấy chị mấy gì rồi. À hai tay bưng nước đưa qua. Rồi giờ mình uống luôn, bây giờ cái này mình quay phim nha. Rồi đưa, cháu mình nó đưa qua rồi cái mình uống luôn. À. Khách tôi xin đại diện cho gia đình của Badu. Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, Badu có gia đình của Badu có đựng đôi bạn cho hai cháu. Thì tôi cũng xin phép các cháu đến qua đây
ra mắt trường quý vị. À, sau đó thì quý vị cũng không ngại được xa xôi đến để tuyên dương cùng với gia đình Ba Đô. Đó là một điều vinh hạnh đến cho gia đình một lần nữa. Thầy cũng chúc con quý vị là được nhiều hạnh phúc và giả sử như làm phát tài, và mình cũng xin con chào phát tài thật lớn chúc cho cháu. Quá hay. Lân múa hay nhờ tiếng pháo, người phát biểu hay, mình có ly rượu mừng. Mời cái ông phát biểu hay cơ. Mình nâng ly này thay cho ly rượu trước đây ha. Rồi, 1, 2, 3. Hạnh phúc nè, đếm ngang 1, 2, 3 vô. Quá vui. Không ăn cá luôn vậy. Xin thay mặt gia đình của Ba Đô một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đã nhân chút ít thời gian đến để chung vui cùng gia đình của Ba Đô. Nó đến chặt ra nước lạnh như trời, nhưng mà thay mặt gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài. Ngày này tháng ấy nhớ đừng quên đến để chung vui đại diện với hai cháu nên dây ngẫu hạnh phúc trăm năm được vĩnh ba. Chị nào ông ly cho mình luôn. Giữ tay đi nó coi. Khoai ơi. Giữ được.
rồi xong. Xin thay mặt mình cứ tự nhiên thôi. Gấp đi con, cầm tới gấp thức ăn đây. Có lần không? Có lần không? Nó
Rồi mời tất cả anh em năng ly lên chụp thêm cái hình nữa coi. Mình nó không có nữa. 2 3 Rồi hai con khòm tới lấy đũa gấp thức ăn cái nha, gấp chậm chậm từ từ đi để vô chén mọi người miếng miếng vậy đó. Ôm chú gãy cái coi. Rồi đứng lên lên, đứng lên nói đàng hoàng. Không đứng lên nói đàng hoàng không là chú tôi bắt đi. Rồi một tràng pháo tay. Rồi gấp đi con, gấp đi con, gấp gấp thức ăn. Gấp để vô chén người miếng miếng vậy đó. À, chú rể luôn con, khòm con đây. Đứng 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 đó đi, đứng đó đi. À, rồi lấy đũa gấp. Nhớ cái câu là đồng vợ đồng chồng tắt biển đông cũng cạn đó nha con. Có nhau người yêu ơi em muốn cùng anh thề câu chung thế không thay đổi.
mình bên nhau đi đến cuối con đường. Bên mẫu và bên ngoại, anh chị em bên mẫu và bên ngoại thì các cái phần lễ đã được tuyên bố thì bây giờ tôi cũng tham quan để dầm ngàn thân gái đục trông
một lần xe hoa pháo hồng suốt đời khắc ghi trong lòng. Dăm ngàn thân gái đục trong một lần xe hoa pháo hồng suốt đời khắc ghi trong rồi rót xong rồi con đưa cho ông nội trước đi. Rồi uống ra nữa tới bà nội. Rồi ông nội bà nội nhắm miếng rượu để cho cháu mình nó lấy cái đức. Rồi có chúc tụng gì cháu không nói nghe. Rồi bây giờ thay mặt ông nội bà nội cũng dặn dò cháu rằng khi mà con về bên nhà chồng thì chồng giận thì cháu hãy nhường lời. Cơm sôi bớt lửa biết đời nào khê. Rồi xin một tràng pháo tay đi bà con ơi, cho sôi động lên cơ. Rồi rồi cắt. Rồi ơi ông ngoại có về dặn dò gì cháu không thì nói nha. Rồi thôi vậy thì chúc cho cháu mình trăm năm hạnh phúc nha. Rồi cho cháu lại không hả xá gì không. Rồi thôi rồi con xá đi con xá lại. Rồi ông ngoại ngồi xuống đi. Rồi đứng tại chỗ xá luôn. Rồi xong cái phần là ông bà xong thì cái đó là cái phần đến cái phần cô dâu dâng lễ ba mẹ dâng rượu lễ cho ba mẹ dùng. Rồi hai ông bà đụng ly lại nhắm miếng rượu để cho cháu con mình nó lấy cái đất. Rồi con cung tay con xá ba mẹ luôn đi con. Rồi xong. Bản của phụ mẫu mạng cha mẹ và bác xuôi cô bác bên nội và bên ngoại anh chị em bên nội và bên ngoại xin thông qua là kiểu xin quý đồng tập cùng cô bác ông bà thì trước đó thì nâng tưởng chúng mình sau làm thủ tục đầu tiên của mình bây giờ thì ông có dụng đó mà không có bây giờ đâu mà tôi tính đâu rồi ông sáu bây giờ các bạn ông sáu đi bao nhiêu ông sáu ba chai cái phần ông năm cho cháu bao nhiêu hai sĩ rồi ông năm cho cháu hai sĩ cho cháu ba trăm ba ông út cho cháu ba sĩ rồi ông út cho cháu ba sĩ của ít mà lòng nhiều nha chú của mình á để chú mình rồi xin lập lại ông già vợ của Hận cho cháu bao nhiêu. Rồi bác Tư cho cháu nhiêu? 300. Rồi bác Tư tặng cho cháu 300.000. Bà Tư cho cháu là 3 chai. Bà Tư 300 bác
hai tặng quà cho cháu là 500. À, bác hai tặng cho cháu 500 ngàn. Chú Ba Điền cái phần của chú Tư Tùng tức là chú ruột tặng quà cho cháu làm kẹo. Rồi kế đến đó là bác xui của Tư Tùng tới tiểu hả người tới ngoại ta tặng quà nội ta luôn cô Năm tức là cô ruột của cháu là tặng quà là 1 triệu là vợ con sao thế là con ruột là tặng quà cho cháu là 1 triệu còn chú Bảy Thủy là tặng quà cho cháu là nó 500 cô bán cho 1 triệu nữa khoan đừng có lý quá rồi. Ông quay lại chỗ này coi ông nói không có gì có gì Tâm Ngân cô Tâm Ngân thầy nói vậy là thư ký nhất rồi. Rồi chúc cho chị rồi cái đó là chú phải cái tiền không có cho ông rượu phải tặng quà cho cháu là 1 triệu bác không nói nghe ông cho ông quên là về phần cậu là tức là cậu hai của cháu đã tặng quà cho cháu là 1 triệu kế đến là dì Ba dì Năm triệu cũng là dì ruột tặng quà cho cháu là 1 triệu tiếp theo là dì Năm tặng quà cho cháu là 1 triệu cháu đâu bụng mày tiếp tục gì vậy cháu là đâu cái gì đây cậu sáu gì 5 triệu không rồi gì 5 triệu cậu sáu là 1 triệu ngoài cho cháu là 1 triệu cho thứ dữ nữa cậu út 2 triệu cái gì nói rồi chị vậy tôi cũng xin thông qua là về phần của cậu út là tặng cho cháu 1 chỉ vàng 24 carat còn chú ta nữa không thử mà rồi rồi chú thông qua với hội đồng mà vẫn tập cái phần làm lễ xuất giá như quy của cháu đi đến đây xin tạm dừng thì cũng Việt Minh mà và xin mời mẹ thương bao con thân gái đột trong mai mốt đây về làm dấu tiên lành.
viên hữu còn thập nữ viên vô. Nhưng con nào mà chẳng là con, mang trong dạ ẩm trên tay làm sao không thương cho được. Con của mẹ nay là con người khác, biết có được cưng chiều hay cực khổ lòng đông. Chuyện làm dâu khó nhọc, mẹ vừa thương vừa lo sợ trong lòng. Không biết rồi con có làm đẹp giả bên chồng. Mẹ đã làm dâu nửa đời nên mẹ biết cay đắng trăm bề nước mắt chan con. Nếu mẹ chồng có quá khắc khe, con hãy vì thương chồng mà hết lòng chiều chuông. Đi đứng khoan thai nói năng cho nhỏ nhẹ, kéo đám em chồng con nó mài mía nặng lời. Mẹ ơi, gây lân lên là phải theo chồng.
chuyện hôn nhân ấy bao thứ mà lo, chuyện hôn nhân ấy ai cũng mong chờ, ý à duyên nợ tình yêu nhân thế, ý à duyên nợ kết tóc xe tờ, rằng nhà trai tính tới tính lui, bên kia nhà gái tính ngược tính xuôi, nhưng cả hai chung lòng gã vợ lấy chồng xanh duyên tia trầu cau, tình tang tang tình tang tình tình, tình tang tang tình tang tình tang, tình tang tang tình tang tình tình tang tình tang. Nhà kia đám cưới thật vui, làng trên xóm dưới ra xem đông người, ý à dâu rể hứa đôi xứng lứa, ý à hai họ kết nối thông gia, vợ chồng son mới cưới sang này, cô dâu hạnh gái chú rể phúc trai, xin chúc cho hai người mến vợ thương chồng sống vui à bên lâu, tình ta ta tình ta tình tình, tình ta ta tình ta tình ta, tình ta ta tình ta tình tình ta tình ta. Nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rằng dừa cao lý trúc bờ lâu, xưa đã cùng em tươi vườn trầu, nghiêng nắng hàng câu xanh rạt rào, bên giàn thiên lì bên thơm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em ăn. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm, ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên, hương áo bà ba bên vườn nhà em ngắm vầng trăng non thì thầm, anh về nội ô bao yên lành, đừng quên ước hẹn tình em. Mặt lòng không phụ lòng, anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hội bụi trong cây và hội buồn cao, con chim manh manh hót câu tình tứ, một vầng trăng nghiêng bên lén bên em, một dàng đầy hoa thiên lý. Có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau, hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay, em sẽ là cô dâu ngoài thành, anh dưỡng về khoe khắp nội thành, dâu hiền dễ thảo đẹp biết bao, gặp mãi cũng mừng, gặp mãi cũng chào. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm,
ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Hương áo bà ba bên vườn nhà em ngắm vầng trăng non thì thầm, anh về nội ô bao yên oanh đừng quên ước hẹn tình em ngoài thành. Em ơi dù xa cách mặt lòng không phù lòng, anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hội bụi châu cây và hội buông câu, con chim manh manh hót câu tình tứ, một vầng trăng nghiêng bên lén bên em, một làng đầy hoa thiên lý em. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau, hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về khoe khắp nội thành, dâu hiền dễ thảo đẹp biết bao, gặp mãi cũng mừng gặp mãi cũng ngoài thành. Anh rước về quê khắp nội thành, dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chờ. Thank you.
khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bến mới, bến yên lành xuôi mái chèo vơi. Đến thanh đình ta sống thành thơ. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa. Chân mang giày đâu che khăn nỉ, đôi môi hồng miệng cười tươi tan. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui. Rước em về cho bến nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Mắt sang em hơn cả phần trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bến xưa. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa. Có em về trăng sáng đời anh. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa. Có em về trăng sáng đời anh. Chàng một bên nhớ đưa bóng lúa
thương nhau ít nơ hồng. Là ngày lễ Du Quy cũng nhằm ngày đại lễ của hai họ. Vì vậy tôi xin thay mặt cho gia đình nữ chủ hôn để làm công tác MC. Tuy nhiên trong việc hành lễ không tránh điều sai sót và kính mong sự phổ chính của các bậc cao minh, đồng thời giúp cho buổi lễ tăng thêm phần tốt đẹp. Xin được cảm ơn. Thì trước tiên tôi xin kính mời đôi bên thông gia đến trước ngôi thờ cúng để làm lễ phượng đăng bái luôn. Nhắm môi luôn anh chị. Cho con lại hai lại xá đây, phần cha mẹ. Để xá đây.
Vậy đứng dậy xá lễ. Kề khác lễ rồi. À, xá một lượt. Một. Hai. Đó, ông bà mà chế xá rồi. Sao vậy? Cô cha mẹ, cha mẹ chế cho nó lẹ. Còn xá thì bà ra cho nó chế cho nó. Đường xa quân có nhịp xe thồ, tưởng là cưỡi ngựa về thăm nhỏ, lá dặm bóng sen ý à đẹp thấy mồ. Hãy đợi anh về ơi ly ngựa ô, có biết lòng anh thương em từ bao giờ, ngỡ tình đã hẹn từ muôn thuở, vẫn đợi trăm năm tiếng em ưa. Má bây giờ đã biết chưa, ngựa ô ơi lý ngựa ô, anh chờ đón em cửa dinh rộng mở, sao em không dìa lòng anh nhớ thương, mà tình anh như là con sóng, sóng dạt bèo trôi tình mênh mông. Cưỡi ngựa về thăm nhỏ, lá dặm bóng sen ý à đẹp thấy mồ. Hãy đợi anh về ơi ly ngựa ô, có biết lòng anh thương em từ bao giờ, ngỡ tình đã hẹn từ muôn thuở, vẫn đợi trăm năm tiếng em. Sống sống dạt bèo trôi tình mênh mông, ngựa ô ơi lý ngựa ô, ngựa ô ơi lý ngựa ô, ngựa ô ơi lý ngựa.
con y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dề quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, ngộ thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, cau đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui.
em có cho anh. Về đây mình sống như tiên, một con đường trắng trinh, nguyên một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới, còn anh là chú rể mới. Em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mười hướng, còn anh là trăng là bốn. Anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất. Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về nơi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn, thinh thang dọc ngang một cõi mình mông cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chứng như kiếp dân ga, sinh ra trong đời làm thân đưa cách đi xa. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Tàu đi tàu bỏ tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà.
bên nhau cho đến ngày đầu bạc đồng. Thôi kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ tràn tràn, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Nhắm môi luôn rồi, cô. Đây chưa tới nguyên con. Gửi mà, gửi lên cho chưa được à. Rồi đứng dậy xá hay lại gì đó, mấy ông cho xá lại. Xá hay xá? Rồi bây giờ nhắm môi luôn, ngoại ngoại nhắm môi luôn. Rồi đứng dậy sáng hay sáng luôn Thái ơi. Nhắm môi luôn anh chị ơi, nhắm môi anh chị ơi. Rồi đứng dậy, xá hai xá liền. Để nó ra con lui ra. Rồi xá qua, xá hai xá đi. Vô, chú ơi. Lớp 1 là 3.
Giờ buông tay ra con ơi. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngoài hẳn lễ cho nên. Các anh đừng uống làm chi, uống mà không say đến bao giờ mới.